có những câu nói sẽ giúp bạn chữa lành chính tâm hồn của bạn. Nếu như bạn không thể bắt kịp bình minh, bỏ lỡ một hoàng hôn rực rỡ, thì xin hãy nhớ rằng vẫn còn có cả một bầu trời đầy sao và vẫn còn có cả một ngày mai tươi sáng. Cuộc sống này vốn dĩ có đầy đủ cả điều tốt lẫn điều xấu, cả điều vui và không vui, cả điều như ý và điều không như ý. Bạn lạc quan không phải là bạn luôn nghĩ rằng tất cả mọi việc trên đời này đều tốt đẹp, mà bạn lạc quan là để bạn có thể chấp nhận một thực tại rằng không phải mọi thứ trên đời này đều tốt đẹp, và bạn sẽ luôn bình an với cái suy nghĩ đó. Buông bỏ không phải là cái giá của sự trưởng thành, mà buông bỏ chính là sự trưởng thành. Trái tim cũng giống như ngôi nhà vậy, bạn cần phải dọn dẹp định kỳ, vứt bỏ những điều không tốt đẹp để bạn có thể dọn những thứ mà mình yêu thích vào. Bạn hãy nhớ, không phải mọi nỗ lực đều có thể đạt được kết quả như bạn mong đợi, nhưng mỗi kết quả đều đòi hỏi sự nỗ lực. Sẽ có vài ngày khiến bạn mệt mỏi một chút, sẽ có vài ngày mang lại cho bạn một chút bão giông trong cuộc đời, rồi cũng sẽ có vài ngày khiến bạn tan vỡ một chút. Và cũng sẽ có một vài ngày làm cho bạn khó khăn đi một chút. Nhưng bạn thấy đó, chúng chỉ là vài ngày trong cuộc đời của bạn, làm cho cuộc sống của bạn thêm màu sắc mà thôi. Bạn hãy nhìn cái cách mà người ta làm cho nước trong, đó chính là bạn hãy để nước tự nhiên, rồi bùn sẽ lắng xuống, và sau cùng bạn sẽ có nước trong nổi trên bề mặt. Tâm của bạn cũng vậy. Khi rối loạn, hãy để yên tất cả, rồi bạn chờ một lát, rối loạn sẽ tự ngừng lại. Bạn không cần phải cố gắng quá sức nữa, bình yên sẽ đến mà bạn không cần phải làm gì cả. Bạn hãy tự hào về những gì mà bạn đã cố gắng nỗ lực, và tự hào về cái cách mà bạn xử lý những chuyện đã qua, những trận chiến thầm lặng mà bạn đã chiến đấu, những khoảnh khắc mà bạn cần hạ mình xuống, lau nước mắt và vỗ nhẹ vào lưng mình. Bạn xứng đáng được hưởng sự bình an theo cách của bạn. Đừng để ai lấy đi sự lương thiện trong trái tim của bạn. Thị phi thì đời nào cũng có, mà khổ đau thì ai cũng sẽ gặp phải. Nhưng lương thiện không phải là ai cũng giữ được. Đừng vì cách cư xử của ai đó mà khiến cho tâm của bạn thay đổi.